Đấy, xin chào mọi người, nhà Satoshi ở một địa điểm rất là hot. Ở đây hiện tại rất là đông nha, mọi người cùng theo dõi nha. Ở đây cũng đồ gỗ nè, Papa này. Tàu kem đi đâu thế? Y'all have to kill Juan, kìa papa. Wow. À đúng rồi ha. Cái đó sao mình không làm được đâu. Làm mấy cái chùi hay cái gì ha. Ba đi ra mất tiêu rồi. À, có khu vực nghỉ ngơi nữa mọi người. Nắng quá. Quá nắng. À, đây toàn là gian hàng bán đồ bằng tay quá. À, dễ thương chưa. Mọi người sẽ to như sao ta gì. Đây bán túi sách nè. Ê, cà quá gì sao kìa. Trước mặt là Starbucks nữa. Mọi người đang xếp hàng để đi vào à. Đúng rồi. Đấy, lối vào khu vui chơi đó. Không biết nắng lắm sao đâu chứ nè, nắng lắm. Đang nắng lắm, chút xíu nữa. Ê, khu vui chơi rất là đông đúc nè. Chỗ này đông quá mọi người. Chạy đi đâu? Đi đâu thế? Tàu đi đâu mất tiêu rồi. Tàu đó đi vô trống kia nữa kìa. Có chút xíu sao đây gì à? Đồ đầm rất là dễ thương. Đây hả? À, 500 yên à. Điểm khuyệt à. Wow, hôm nay đúng là quá nắng luôn. Cây xanh rất là nhiều nè. À, đầu này cũng đông luôn. Từ từ đã, Satoshi. Nhà nào cũng đem theo đồ ăn. Đó, mọi người nhìn thấy nhà nào cũng có những cả gia đình này mang đồ ăn. Ô, nó đông ghê. Hôm nay cây xanh bán rất là nhiều. Giờ lấy cây xanh vô rồi.
Yeah, look at this. Sao hay nhìn kìa. Wow. Oh, wow. Daddy, you made me scared. Yeah. Mình đi vào đây mình xem thử sao ta kìa. Đây người ta bán cái gì nào? Mấy cái đồ bông tai. Ê cài nè, người ta làm bằng tay hết mọi người à. Hôm nay ở đây á. Rồi dễ thương. Rồi, này bao nhiêu tiền? Hi, xin hi với mọi người. Yeah, she, I don't think your mama wears that kind of thing. She wears these. She wears big funky. Yeah, really, really big. I just thought that. Sao tôi xin mama mới đi có vài phút thôi mà đã đuối rồi. Giờ mình núp lùm ở trong này mình ăn đồ luôn mọi người ơi. Quá là lớn. Mọi người nhìn này. Mặc dù bên đây là bắt đầu của tháng 5 thôi á. Má hồi chợ nắng thế. Mình đi chút xíu hồi xíu. Giờ mình nghỉ ngơi thôi. Ở đây đông lắm mọi người lắm. Mà má sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Công nhận á, cái khu vực này á là đông gia đình nhất luôn các bạn. Dạ, nó không thể giữ nó con cái hay tủ. Đó. Em bé thì người lớn dễ đầy luôn rồi còn có thêm cả khu vui chơi đấy. Kiểu như người ta đang bắt Pokemon đó bà kìa. Này chắc bắt Pokemon rồi. Wow, khu vực này rất là xanh tươi luôn á bà ơi. Ở đây nó mới mát. Yeah. Em nhỏ ra cũng nhiều lắm. Ê, cuốn đi dạo nó dễ thương chưa? À, ê, đúng rồi ha. Chỗ này đông vui ghê luôn á. Nó lại con cũng thấy cô em. À thế à, có mấy bạn học sinh đang bưng xe nữa kìa. À hai. Wow. Đang chắc đem trồng hoa ở đâu để papa. Đem hoa đến trồng ở đâu rồi? Đâu, thấy cái tiệm kia nó bán giống như của mấy đứa học sinh nó bán. À thế à. Đó. Giờ mấy học sinh đem đi đâu ha? Này đây là cây xanh này. Mình đi trễ quá, người ta dọn hết. 3 giờ mấy? 4 giờ thôi rồi. Đi phải đi không?